Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 698 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Hèn nhát như vậy, sao còn trở thành ma làm gì? Cút đi! Người đàn ông tóc trắng đánh bay mai nhân kia ra ngoài, người kia nặng nề rơi xuống đất, nhưng hắn ta không dám chần chừ, vội vàng bò dậy, quay đầu bỏ chạy. Phế vật, đợi chiến sự kết thúc, tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Người đàn ông tóc trắng lạnh lùng nói, đang định ra lệnh toàn quân tấn công, thì lúc này, bùm bùm bùm. Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên từ sau lưng đội ngũ ma nhân, người đàn ông tóc trắng sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì leng keng. Kiếm quang hung hiểm từ trên trời giáng xuống, chém thẳng về phía hắn ta. Người đàn ông tóc trắng kinh sợ vội tránh đi, nhưng vẫn chậm một bước. Một cánh tay của hắn ta bị chặt đứt lìa, kiếm lực kinh khủng tựa như sóng triều ập lên người hắn ta, xé nát thân thể hắn ta. Người đàn ông tóc trắng khắp người đầy máu, vội vàng đứng dậy. Thế nhưng khi hắn ta nhìn thấy đối thủ thì cả người đều choáng váng. Chu Huyền Long vẻ mặt căng thẳng, đầu kêu ong ong, nhìn đám ma nhân không sợ chết lao về phía trước tự nổ, vẻ mặt ông ta vô cùng nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phòng tuyến chắc chắn sẽ không chịu nổi, sớm muộn cũng bị phá, phải nghĩ cách ngăn chặn. Ánh mắt Chu Huyền Long dao động, dốc sức suy nghĩ. Đúng lúc đó, tiếng nổ liên tục ở phương hướng của ma nhân khiến ông ta chú ý. Chuyện này là sao? Có người đang tấn công đám người của Thiên Ma Đạo nữa sao? Chu Huyền Long sửng sốt, không khỏi nghi hoặc hỏi. Quân đoàn trưởng, một đội trưởng của tiểu đội vội vã chạy tới. Sao thế? Chu Huyền Long hỏi lại. Nghe người đó nói. Thưa quân đoàn trưởng, có đội ngũ đang tấn công người của Thiên Ma Đạo. Người của Thiên Ma Đạo sắp không chặn được nữa. Cái gì? Chu Huyền Long sửng sốt, ngạc nhiên nhìn người kia vội hỏi. Đội ngũ nào? Có bao nhiêu người? Không, không rõ. Người của chúng ta ở trên cao nhìn thấy. Những người đó ăn mặc kỳ quái. Ai cũng cầm đao cầm thương, vô cùng dũng mãnh, hơn nữa nhân số không nhiều, hình như là chỉ có 16 người. Đội trưởng đó nói, 16 người? Chu Huyền Long run rẩy phản ứng lại. Trước mắt đội ngũ của Thiên Ma Đạo có đến gần 1.000 người, mỗi người đều là tinh nhuệ trong Thiên Ma Đạo. Một đội quân 16 người lại đối kháng với đội quân của Thiên Ma Đạo. Cậu chắc là mình không nhìn lầm chứ? Chu Huyền Long nhíu mày hỏi, tiểu đội trưởng kia còn chưa kịp trả lời. Trầm. Một đường kiếm quang đột nhiên xuyên vào giữa đám người Thiên Ma Đạo ở chiến trường phía trước, sau đó một bóng người tung hoành giữa đám đông, gần trăm người của Thiên Ma Đạo ngã xuống la liệt. Chu Huyền Long mở to mắt nhìn, tất cả người của Thiên Ma Đạo đều dừng tấn công quân đoàn Long Huyền, ngược lại bắt đầu đánh loạn xạ, liên tục rút lui, giống như đang phải chống đỡ gì đó. Không lâu sau, đại quân của Thiên Ma Đạo bắt đầu rút quân. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chu Huyền Long sửng sốt. Quân đoàn trưởng, không thể để lỡ thời cơ, chúng ta hãy mau chóng tiến quân, tiêu diệt kẻ thù. Tiểu đội trưởng đó nói. Không được. Chu Huyền Long hoàn hồn lại, nhìn thi thể đầy đất lên tiếng. Bây giờ chúng ta còn chưa biết đối phương là địch hay là bạn, sao có thể tùy tiện hành động. Tất cả mọi người canh giữ ở đây, không được cho bất cứ ai vào Giang Thành. Chức trách của chúng ta là bảo vệ người dân Giang Thành. Bây giờ mọi chuyện phải lấy tính mạng người dân làm trọng. Vâng. Bọn họ đồng thanh đáp lại, nhưng tâm trạng mỗi người đều không thể bình tĩnh nổi. Khi người của Thiên Ma Đạo chạy trốn, để lại thi thể đầy đất, những thi thể đó hoặc là bị cắt làm đôi, hoặc là tan xương nát thịt, hầu như không có thi thể nào hoàn chỉnh. Rốt cuộc là lực lượng nào chỉ dựa vào 16 người đã đánh bại đội quân ma nhân? Trong lòng Chu Huyền Long vô cùng nặng nề, chỉ hy vọng không phải kẻ địch. Lúc này, ở chân trời xa lóe lên tia chớp màu xanh lục, Chu Huyền Long nhìn lên, sắc mặt âm trầm. Ông ta biết rõ những tia chớp màu xanh đó có nghĩa gì, nhưng bây giờ ông ta không đủ nhân lực, không thể quan tâm đến những người đó. Đúng lúc đó, một ánh cầu vồng rực rỡ đột nhiên bay vút về phía những tia chớp, tốc độ rất nhanh, gần như sắp xé rách bầu trời. Đó là... Chu Huyền Long mở to mắt hơn, mặc dù không nhìn rõ bóng người trong ánh sáng cầu vồng đó, nhưng không biết vì sao, trong lòng ông ta lại dâng lên cảm giác rất quen thuộc. Tia chớp màu xanh lục biến mất, mười mấy bóng người đáp xuống bên ngoài Giang Thành. Ở bên ngoài, một nhóm các thủ tử vực đang tiếp ứng cho những người chạy ra từ Giang Thành. Tạm ổn rồi chứ? Những người đó chạy tới xe đã chuẩn bị sẵn. Bọn họ vừa lên xe,
Tiến Thâm dẫn đội lên tiếng hỏi. Hiệu suất của đám người Thiên Ma Đạo không tệ. Tôi nghĩ 8 thủ vệ cấm địa đã bắt được người cần bắt. Lần này Dương Hoa tiêu rồi, chúng ta có thể đi rồi. Phó đội trưởng Hàn Khôn cười đáp. Tô Nhan, Mã Hải, Tần Bách Tùng thế nào rồi? Tiến Thâm hỏi. Mã Hải đã được đưa đi. Khi chúng tôi rời đi, Tô Nhan cũng bị chặn lại. Bây giờ chắc là đã bị bắt đến Thiên Ma Đạo. Tần Bách Tùng thì sao có thể chạy trốn được? Hàn Khôn đốt điếu thuốc cười nói. Vậy thì tốt. Tiền Thâm hài lòng gật đầu. Thần Y Lâm ở Giang Thành quá to gan, dám đối đầu với Tử Vực chúng ta. Lần này Thiên Ma Đạo bắt bao nhiêu người của hắn, chắc chắn sẽ dùng những người này làm con tin đối phó với hắn. Thần Y Lâm này chết chắc rồi. Ở vị trí phó lái, một cô gái vóc dáng bốc lửa, môi đỏ da trắng lạnh lùng cười nói. Các người không làm bại lộ thân phận chứ? Tiền Thâm hỏi. Yên tâm, mọi người đều hành động rất bí mật. Có lẽ chính phủ Long Quốc không hề biết Tử Vực chúng ta đã tham dự. Hàn Khôn cười nói. Vậy thì tốt. Tiến Thâm gật đầu. Lần này là trợ giúp Thiên Ma Đạo đối phó với Dương Hoa. Nếu để chính phủ Long Quốc biết Tử Vực chúng ta cũng tham gia, thì khó mà bảo đảm họ sẽ không đàn áp Tử Vực chúng ta. Nếu bị chính phủ đàn áp, thì không phải tin tốt đối với Tử Vực. Tiền đại nhân yên tâm. Lần này Dương Hoa chắc chắn sẽ bị diệt. Ngay cả thủ vệ cấm địa cũng ra quân. Xem ra đạo chủ đã quyết tâm tiêu diệt Dương Hoa. Thật ra, dù chúng ta không đến, tình thế này cũng đã định sẵn, cần gì phải lo. Nói cũng phải, lái xe đi, quay về thôi. Vâng. Đội xe chậm rãi khởi động, người của Tử Vực đều nở nụ cười, định rời Giang Thành, quay về Tử Vực. Đúng lúc đó, phèo. Một ánh cầu vồng lướt qua đội xe, sau đó đáp xuống phía trước đội xe. Vù, cầu vồng hạ xuống, mặt đất chấn động, con đường phía trước đều bị đạp nứt. Tất cả xe đều phanh gấp. Người trong xe kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện. Chuyện gì thế? Đó là ai? Mọi người cẩn thận, xuống xe xem. Tiền Thầm nghiêm túc nói, kéo cửa xe bước xuống. Hàn Khôn và người phụ nữ triển hồng kia cũng xuống xe. Mọi người vận chuyển khí kình gần như ngay lập tức, cẩn thận tiến đến gần người vừa đáp xuống. Tiền Thầm quan sát người trước mắt. Người đó quay lưng với bọn họ, toàn thân áo trắng, tóc trắng tung bay, khí tức sâu xa không thể nắm bắt. Cậu là ai? Vì sao lại chặn đường chúng tôi? Tiền Thâm nghiêm túc hỏi. Lúc này, người đó quay lại nhìn chằm chằm đám người Tiền Thâm. Thần Y Lâm! Triển Hồng lập tức la lên, bọn họ đều biến sắc. Không ai ngờ, thần Y Lâm lại xuất hiện ở nơi này. Chuyện này là sao? Chẳng phải lúc này anh phải đi cứu người của Dương Hoa hay sao? Chẳng phải anh đang xử lý những ma nhân xung quanh Giang Thành hay sao? Sao lại chạy tới chặn đội xe của bọn họ? Các người là người của Tử Vực đúng không? Vì sao lại đến Giang Thành? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Thần Ni Lâm, chúng tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu? Giang Thành là lãnh thổ của Long Quốc, chúng tôi là công dân Long Quốc, chẳng lẽ chúng tôi đến đây cũng phải báo cáo cho cậu? Càn Khôn ném điếu thuốc trong tay đi, khinh thường hừ một tiếng nói. Ngay khi hắn vừa dứt lời, vèo, một làn gió lướt qua gò má đám người Tiền Thâm và Triển Hồng. Sau đó trong tay Lâm Minh đã bắt giữ một người. Tiền Thâm mở to mắt, Triển Hồng vội vàng nhìn sang bên cạnh. Lúc này mới phát hiện Hàn Khôn ở bên cạnh đã biến mất, người trong tay Lâm Minh lại chính là Hàn Khôn. Tốc độ quá nhanh, đám người Tiền Thâm căng thẳng, thực lực thế này thật khiến người ta không thể tin được. Tiền đại nhân, tim Triển Hồng đập mạnh nhỏ giọng gọi, bình tĩnh, đừng lỗ mãng, thực lực của thần Y Lâm hình như mạnh hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Nếu giao đấu với cậu ta, một khi bị chặn đường, đợi người của Dương Hoa về chính phủ Long Quốc đến đây thì tình hình sẽ rất tệ. Tiền Thâm nói. Triển Hồng gật đầu, bọn họ căng thẳng nhìn phía trước. Thần Y Lâm, cậu làm gì vậy? Cậu thả Hàn Khôn ra trước, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Tiền Thâm nói, ông ta tin rằng người bên mình không để lộ manh mối gì cả, vậy thì có thể dùng lời nói để khuyên nhủ Lâm Minh rời đi. Nhưng ông ta không biết được sự phẫn nộ trong lòng Lâm Minh lúc này. Thiên Ma Đạo đang tấn công Giang Thành, làm gì có chuyện người của Tử Vực xuất hiện vào lúc này để giúp đỡ Dương Hoa hoặc đi du lịch. Lâm Minh không phải kẻ ngốc, không dễ lừa như vậy. Nói tôi nghe, rốt cuộc các người đến Giang Thành để làm gì? Giọng nói cực kỳ lạnh lẽo của Lâm Minh. Thần Ý Lâm, chúng tôi chỉ có chút chuyện cần làm, không phải đến để đối phó với Dương Hoa, anh đừng hiểu lầm. Triển Hồng cười gượng nói. Nhưng cô ta vừa nói xong, tay Lâm Minh đột nhiên dùng sức. Rắc, Hàn Khôn bị anh tóm trong tay, đang giãy giụa. Chân tay buông lỏng, cứ vậy mà chết. Người của Tử Vực nín thở. Thần Ý Lâm, cậu làm gì vậy? Chẳng lẽ cậu muốn chiến đấu? Vẻ mặt Tiền Thâm lạnh băng, siết chặt nắm đấm quát lên. Ở đây không có ai ngu cả,
Các người dẫn theo nhiều người đến Giang Thành như vậy, không phải để đối phó với Dương Hoa, chẳng lẽ đến để chúc thọ tôi? Nếu tôi đoán không lầm, các người định trợ giúp Thiên Ma Đạo đối phó với Dương Hoa đúng không? Lâm Minh quăng thi thể của Hàn Khôn sang một bên lạnh nhạt nói. Thiên Thập nheo mắt, muốn biện hộ nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Ông ta nhận ra được, Lâm Minh đã hạ quyết tâm. Giờ phút này, mình có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể chiến đấu một trận. Soạn, tất cả cao thủ tử vực ở trên xe đều bước xuống, phải gần 100 người. Thần Y Lâm, đừng tưởng tử vực chúng tôi sợ cậu, nếu thật sự chiến đấu, cùng lắm thì liều mạng, cá chết lưới rách mà thôi. Tiền thầm quát, vậy thì để tôi xem cá có chết lưới có rách hay không. Lâm Minh bình tĩnh nói, giết. Tiền thầm không do dự, phất tay hô lên, cao thủ tử vực đều xông về phía Lâm Minh. Ngay lúc này, Lâm Minh cũng hành động, cơ thể anh giống như tia chớp, hầu như chỉ chớp mắt đã lao vào giữa đám người tử vực, giống như hổ nhảy vào bầy dê, tàn sát trong đám đông. Lâm Minh không hề phòng ngự, hoàn toàn phớt lờ đòn tấn công của đám người tử vực, tập trung đánh vào chỗ hiểm yếu trên người bọn họ, mỗi quyền mỗi chưởng giống như vô hình, tàn bạo phi phàm. Anh đánh vào kẻ nào, kẻ đó sẽ bị đánh nát thành mảnh vụn, chết không toàn thây. Ngược lại, người của tử vực tấn công Lâm Minh nhưng không thể làm anh bị thương mảy may. Lâm Minh cứ như mình đồng sa sắt, cường thần bất hoại. Sao có thể? Tiền Thầm há hốc miệng, Triển Hồng cũng ngạc nhiên. Thần Y Lâm ở Giang Thành mạnh đến thế sao? Vì sao người của chúng ta không làm hắn bị thương được? Hai người vừa mới đến Giang Thành, chưa từng gặp Thần Y Lâm, danh tiếng lẫy lừng. Bọn họ chỉ tìm hiểu mọi thứ liên quan đến Lâm Minh thông qua tài liệu tử vực thu thập được. Theo cách nói của tử vực, mặc dù Thần Y Lâm ở Giang Thành thiên phú dị bẩm, thực lực siêu phàm, nhưng chung quy vẫn còn quá trẻ. Thực lực cùng lắm chỉ ngang trưởng lão tử vực, tuy mạnh nhưng nếu bố trí bẫy rập, phái cao thủ bao vây thì giết chết anh không khó. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, đây là thực lực sánh ngang với trưởng lão tử vực sao? Đây có khác nào sự tồn tại vô địch? Đi! Gần như chỉ trong nháy mắt, Tiền Thâm đã nhận thức được tình huống không ổn, không nghĩ ngợi gì mà kéo theo Triển Hồng chui vào xe, đạp ga chạy thẳng vào trong Giang Thành. Lâm Minh không đuổi theo ngay mà quay ra tàn sát người của tử vực ở hiện trường. Sau đó, anh mới nhìn theo hướng xe đã chạy xa mấy cây số, tung người nhảy lên, lao vút đi giữa không trung, đuổi theo bọn họ. Tiền Thâm đại nhân, sao chúng ta lại chạy vào Giang Thành? Thế này thì khác nào dê vào miệng cọp. Triển Hồng run rẩy hét lên. Đừng ồn, Tiền Thầm nói, con đường sống duy nhất của chúng ta bây giờ là nhờ cậy sự giúp đỡ của 8 thủ vệ cấm địa, chỉ có bọn họ mới có thể chặn được Thần Y Lâm. Nếu không, chúng ta sẽ không thoát được sự truy kích của Thần Y Lâm, chỉ còn đường chết. 8 thủ vệ cấm địa ở đâu? Họ đang ở đâu? Đừng vội, tin cuối cùng tôi nhận được là họ đang ở một trung tâm mua sắm của Giang Thành, chỉ cần chúng ta đến trung tâm mua sắm, chắc chắn có thể gặp được họ. Tiền Thầm sốt ruột nói, thấy xe chạy không nhanh, bèn dùng khí kình bao bọc bốn bánh xe, tăng tốc độ di chuyển của xe. Chiếc xe giống như sắp bay lên. Cuối cùng, sau một đường va đạp lung tung, xe đã đến gần trung tâm mua sắm. Nhưng ngạc nhiên là, ở gần trung tâm mua sắm không có ma khí dày nặng của thủ vệ cấm địa, chỉ có một ít khí tức lan tràn ở chính giữa trung tâm mua sắm. Chẳng lẽ họ đi rồi? Triển Hồng run rẩy hỏi. Không thể nào, nếu bọn họ đi rồi thì cũng phải để lại quỹ đạo khí tức. Có thể men theo quỹ đạo khí tức tìm bọn họ, nhưng khí tức lại đứt đoạn ở bên trong trung tâm mua sắm. Chẳng lẽ bọn họ bị giết rồi sao? Triển Hồng tái nhợt mặt, run rẩy hỏi. Im đi! Tiền Thầm tát mặt, Triển Hồng tức giận nói. Tám thủ vệ cấm địa mạnh đến mức nào? Dương Hoa dựa vào đâu giết bọn họ? Cô im đi, yên lặng cho tôi. Triển Hồng bị tát ôm mặt không dám lên tiếng. Vèo! Đúng lúc đó, một bóng người bay tới nhanh như chớp, đạp lên đầu xe Mercedes. Hai người hoảng sợ biến sắc, đó chính là Lâm Minh. Tiền Thâm và Triển Hồng tái mặt, họ lập tức lao ra khỏi xe về phía trung tâm. Bọn họ không ngờ Lâm Minh lại tới đây nhanh như vậy. Nếu vậy thì tức là đám người chặn Lâm Minh kia đã chết hết rồi sao? Tiền Thâm cảm thấy da đầu tê dại, cần phải biết lần hành động này là do tầng lớp cao thủ của tử vực chỉ huy. Những người được cử tới đều là những cao thủ cả. Bọn họ mới cầm cự được bao lâu mà đã thành ra như vậy rồi. Thực lực của Thần Y Lâm rốt cuộc mạnh tới mức nào chứ? Hai người vội chạy tới hiện trường. Hy vọng duy nhất lúc này của bọn họ là thấy ma khí vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Ma khí quá tinh thuần nên chưa tan biến hết. Đây chắc chắn là khí tức của những người canh giữ cấm địa. Lúc này, Tiền Thâm chỉ hy vọng người của cấm địa chỉ đang thu khí tức của mình lại,
nên mới yếu như vậy. Nếu mà bọn họ còn ở đấy thì Tiền Thâm còn cảm thấy có chút hy vọng. Hai người họ thầm cầu nguyện, họ cảm thấy run rẩy, chỉ hy vọng có kỳ tích xảy ra. Hai người nhanh chóng lao tới đống đổ nát, bọn họ cũng ngay lập tức nhìn thấy bóng hình của một thủ vệ cấm địa, thế nhưng bóng hình này chỉ còn là một cơ thể tàn nát. Không, không thể nào. Tiền Thâm sững sờ. Á! Triển Hồng sợ tới mức ngồi phịch ra đất, mặt tái mét nhìn các thi thể nát bấy nhầy. Nếu không phải tận mắt nhìn được thấy thì chắc không ai dám tin. Tám thủ vệ đều đã chết ở đây. Là giả, chắc chắn là giả. Tiền đại nhân, tất cả là giả đúng không? Triển Hồng run rẩy, cô ta như muốn phát điên. Tiền Thâm cũng vô cùng bàng hoàng. Thế nhưng ông ta bình tĩnh hơn Triển Hồng nhiều. Ông ta hít một hơi thật sâu khẽ nói. Đến cả thủ vệ cũng chết thì e rằng chúng ta cũng hết đường sống rồi. Không! Triển Hồng lao tới bên cạnh một thi thể và gào lên với vẻ bất lực. Các vị đại nhân, mọi người ở đâu? Mau ra đây, chúng ta cùng giết Thần Y Lâm. Mau lên! Cô ta chỉ nhìn thấy một thi thể, cô ta tin bảy thủ vệ khác vẫn còn sống. Thế nhưng hiện trường đáp lại cô ta bằng sự vắng ngắt và lạnh lẽo. Triển Hồng sững sờ nhìn bốn phía, Tiền Thâm cũng nhắm mắt lại. Lâm Minh bước ra từ đống đổ nát nhìn hai người họ. Không cần tốn công sức làm gì, tất cả tám thủ vệ đã bị giết rồi. Nếu như mọi người muốn gặp họ thì có thể tới tổng bộ Dương Hoa để gặp. Tiền Thâm nín thở, trố tròn mắt. Cậu nói cái gì? Cậu bắt sống họ sao? Có vấn đề gì à? Lâm Minh điềm đạm nói. Không thể nào, đó là đại ma của Thiên Ma Đạo, thực lực của họ thông thiên và là những kẻ vô địch. Cậu sao có thể bắt sống họ được chứ? Tiền Thâm hét lớn, không thể chấp nhận được sự thật này. Lâm Minh lắc đầu bước tới, Tiền Thâm bặm môi phất tay mạnh. Có lẽ ông ta muốn phản công, thế nhưng đòn tấn công của ông ta chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Một tiếng keng vang lên, sức mạnh va đập vào người Lâm Minh té lửa sau đó tan biến. Lâm Minh chẳng hề hấn gì, hai người như mất hồn, đứng ngây ra đó. Anh chẳng buồn quan tâm tới đòn tấn công của Tiền Thâm. Nếu không đích thân được trải nghiệm thì có lẽ họ không tin. Tiền Thâm là một trong những cao thủ hàng đầu của Tử Vực mà. Xong rồi, xong thật rồi. Tiền Thâm lẩm bẩm, hai chân run rẩy lùi về sau. Triển Hồng cũng như muốn sụp đổ. Đúng lúc này, có âm thanh nặng nề vọng tới. Lâm Minh chau mày quay qua nhìn. Ở một góc của đống đổ nát, một bóng hình mặc áo màu đen cầm kiếm xuất hiện. Đây là người của đại hội. Tiền Thâm lập tức chú ý thấy ký hiệu trên trang phục của đối phương. Ông ta vui lắm, lập tức chạy tới quỳ xuống. Đại nhân cứu mạng, Thần Y Lâm của Giang Thành giết chết người của chúng tôi. Xin đại nhân cứu giúp. Lúc này, Tiền Thâm như vớ được cọng cỏ cứu mạng, nên không ngừng cầu xin người vừa xuất hiện. Triển Hồng giật mình, cũng vội vàng chạy tới và khấu đầu. Mặc dù bọn họ không biết người này có thực lực và địa vị như thế nào, nhưng chỉ cần là người của đại hội thì chắc chắn là sẽ có khả năng chấp nhiếp. Lâm Minh nhìn thấy người này, anh có thể cảm nhận được thực lực của đối phương không hề tầm thường. Ít nhất thì người này cũng có thực lực cao hơn đội thủ vệ của cấm địa. Đúng lúc này, vô số bóng hình từ trong không trung đáp xuống. Bọn họ đứng đó, phát ra sức mạnh vô cùng ghê gớm. Tiền Thâm giật mình, ông ta càng tỏ ra vui mừng hơn. Khí tức này thật đáng sợ, người của đại hội đều vô cùng đáng sợ. Chúng ta may mắn rồi, chúng ta được cứu rồi. Tiền Thâm kích động tới mức không nói lên lời. Tiền đại nhân, những người này là ai của đại hội vậy? Triển Hồng run rẩy hỏi. Tôi cũng không rõ lắm. Tiền Thâm cẩn thận nhìn trang phục của họ thì thấy trên quần áo của họ đều có hình đầu rồng. Những người này lẽ nào là người của Thiên Hổ? Thiên Hổ sao? Triển Hồng nheo mắt. Tiền Thâm liền bầm. Thiên Hổ Xích Vệ Tổ. Thiên Hổ Xích Vệ Tổ sao? Triển Hồng giật mình. Tiền đại nhân, tại sao lại là Thiên Hổ Xích Vệ Tổ vậy? Đến cả cái này mà cô cũng không biết à? Thiên Hổ Xích Vệ Tổ là một trong những chiến lược mạnh nhất của đại hội, là tổ chức mẹ của đội phán Quyết Thiên Khải và người tùy phạn. Cả hai đội này đều do tổ chức Thiên Hổ Xích Vệ Tổ bồi dưỡng mà thành. Cô nói xem, như vậy thì họ mạnh tới mức nào? Tiền Thâm khẽ nói. Triển Hồng giật mình, sau đó thì tỏ ra mừng lắm. Cả người cô ta kích động tới mức như muốn ngất được. Nếu mà họ mạnh như vậy thì hai người cô ta hôm nay được cứu rồi. Đúng là trong họa có phúc mà. Tốt quá rồi, giờ chỉ mong Thiên Hộ Xích Vệ Tổ có thể bảo vệ chúng ta. Tiền Thâm vui lắm. Ông ta tin người của đại hội nhất định sẽ bảo vệ họ đúng theo nguyên tắc. Trước tiên là bọn họ không vi phạm gì. Mặc dù có vi phạm thì cũng sẽ do đại hội xử lý mới đúng. Người của Thiên Hổ Xích Vệ Tổ đã có mặt thì tất cả sẽ không còn cho Lâm Minh quyết nữa. Lâm Minh quan sát kỹ, 16 bóng hình đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Anh ý thức được đây đều là người của đại hội, nhưng điều khiến anh nghi ngờ là người của đại hội tại sao lại xuất hiện ở Giang Thành. Hơn nữa, thực lực của mỗi người đều vô cùng đáng sợ. Đại hội cử những người như thế này tới đây, lẽ nào là để điều tra điều gì đó? Lâm Minh chau mày cảm thấy lo lắng. Mặc dù lần tới vực diệt vong này giúp anh tăng sức mạnh lên nhiều, nhưng cũng tạo ra không ít kẻ địch. Thiên Ma Đạo, Tử Vực, rồi giờ thêm cả Thiên Thần Điện. Nếu lúc này đại hội mà gây khó dễ nữa, thì Lâm Minh thật sự rơi vào nguy hiểm. Lâm Minh cố gắng tỏ ra bình tĩnh và quan sát những người này. Các vị là ai? Định bảo vệ người của Tử Vực sao? Lâm Minh điềm đạm nói. Trong đó có một người liếc nhìn Lâm Minh và chắp tay. Chúng tôi là người của Thiên Hổ Xích Vệ Tổ, nghe nói Thiên Ma Đạo tiến công Giang Thành nên đã tới cứu viện, các hạ có phải là Thần Y Lâm không? Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu nhưng vẫn chau mày. Tôi nghe nói Thiên Hổ Xích Vệ Tổ trước giờ luôn hoạt động ở ngoại vực, tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngoài ra, ai đã thông báo cho các vị vậy? Về điều này, các hạ không cần phải hỏi. Giờ tình hình Giang Thành đã ổn định, những người còn lại chúng tôi sẽ xử lý. Mong Thần Y Lâm mau ổn định tình hình của Dương Hoa, đừng gây rắc rối thêm nữa. Người này thản nhiên nói. Lâm Minh chau mày nhìn Tiền Thâm. Hai người này giúp Thiên Ma Đạo hại người của Dương Hoa chúng tôi phải đưa họ đi. Các vị định xem là sao? Người kia nghe thấy vậy thì nói. Các người là ma nhân sao? Không phải đại nhân. Chúng tôi là người của Tử Vực, không phải là ma nhân. Chuyện này không có liên quan gì tới chúng tôi. Xin mọi người. Tiền Thâm hét lớn. Đã là người của Tử Vực thì tại sao các người lại ở đây? Người này lại hỏi. Chúng tôi chỉ là tới đây du lịch thôi, chúng tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này, mong đại nhân giám xét. Tiền Thâm hoảng loạn bèn tìm lý do, mặc dù lý do dở tệ và người của Thiên Hổ Xích Vệ Tổ cũng không tin, nhưng dù sao họ cũng là người của đại hội. Đưa họ về điều tra, nếu điều tra ra họ có liên quan tới chuyện này thì xử lý theo quy định. Người kia lên tiếng. Vâng. Người bên cạnh gật đầu, lập tức bước tới kiểm soát Triển Hồng và Tiền Thâm. Hai người này mừng lắm, bọn họ thà bị Thiên Hổ Xích Vệ Tổ bắt đi còn hơn, như vậy thì họ còn được sống. Chưa cần biết có điều tra được gì hay không, dù có điều tra được thì việc trừng phạt cũng không hề nghiêm trọng. Ít nhất thì không mất mạng, nhưng đối với Lâm Minh thì đây không phải chuyện hay. Thiên Hổ Xích Vệ Tổ có được Triển Hồng và Tiền Thâm định rời đi. Lâm Minh đột ngột lên tiếng, ai cho các người đi thế? Vừa dứt lời, người của đội Thiên Hổ Xích Vệ Tổ đều dừng bước, nghiêng đầu nhìn Lâm Minh. Thần Ni Lâm, còn việc gì sao? Đội trưởng Xích Vệ Tàng Hổ lạnh nhạt hỏi. Người thì để lại, các ông muốn đi thì cứ đi, tôi muốn tự mình xử lý hai người này. Mặt Lâm Minh không cảm xúc nói. Anh vừa dứt lời, mấy người này nhìn nhau, Tàng Hổ nhíu mày. Thần Ni Lâm, chuyện này để cho đại hội quyết định, cậu không cần bận tâm. Đại hội quyết định ư? Lâm Minh lạnh nhạt nhìn Tàng Hổ. Có phải các ông đã quên nơi này là địa bàn của tôi rồi không? Họ đi vào Giang Thành, mưu đồ bất chính, không để tôi xử lý, liên quan gì đến đại hội? Trong mắt Tàng Hổ hiện lên vẻ lạnh lùng. Thần Y Lâm, cậu có ý gì? Lẽ nào các cậu định rời khỏi đại hội? Rời khỏi? Sao thế? Đại hội thường quản việc của chúng tôi à? Lâm Minh hỏi ngược lại. Đại hội duy trì trật tự giới võ của Long Quốc, tất cả các thế lực đều phải tuân theo quy tắc của đại hội, nếu bất kỳ ai vi phạm sẽ là kẻ thù của đại hội. Tôi mong các cậu có thể tuân theo quy tắc của đại hội, chuyện này để cho đại hội xử lý đi. Tàng Hổ trầm giọng nói, đại hội xử lý? Vậy tôi hỏi ông, tại sao Giang Thành xảy ra chuyện mà các ông không lập tức bảo vệ người Giang Thành, ngược lại chờ tôi chạy đến xử lý đám người này, ông mới đứng ra bảo vệ họ? Chẳng lẽ chuyện này là sai lầm của Dương Hoa tôi à? Dĩ nhiên không phải. Nếu đã thế thì các ông cứ mặc kệ đi. Nếu các ông đã không thể lập tức chạy đến Giang Thành để giải quyết tai họa ở đây thì đừng nhúng tay vào nữa. Sao lại có thể cứu những kẻ vi phạm quy định của đại hội mà khiến người tuân thủ quy tắc không vui chứ? Đây là sự công bằng mà đại hội luôn nhấn mạnh đây à? Lâm Minh nói. Đám người Tàng Hổ không nói gì, nhưng họ sẽ không lùi bước bởi vài câu nói của Lâm Minh. Thần Ni Lâm, nếu có bất mãn hoặc ý kiến gì, cậu có thể viết thư hoặc đến thẳng điểm làm việc của đại hội để khiếu nại. Người của chúng tôi sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng. Tàng Hổ nói, cũng không nhiều lời với Lâm Minh nữa, phất tay dẫn người rời đi. Thế nhưng họ vừa di chuyển, Lâm Minh bỗng nhảy vọt, nhanh như chớp bay lên trên đỉnh đầu đám người, sau đó giơ cánh tay lên. Ầm, một đạo khí đáng sợ lao ra từ trên cánh tay anh, chặn hết con đường trước mặt đội Thiên Hổ Xích Vệ. Mọi người lập tức dừng bước, rút kiếm ra lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Thần Y Lâm, cậu muốn làm gì? Tàng Hổ quát. Tôi chưa từng gặp đội quân Thiên Hổ Xích Vệ, nhưng
cũng chưa từng biết rốt cuộc các ông là thật hay giả. Tôi nghi ngờ các ông không phải là người của đội Thiên Hồ Xích Vệ thật, nên mau chóng thả hai người này ra, nếu không tôi sẽ xem các ông là đồng bọn của hai người này, đừng trách tôi không khách sáo. Lâm Minh lạnh lùng nói, dĩ nhiên anh cảm thấy tức giận. Người đại hội không thể đến cứu viện ngay, nhưng vẫn muốn dẫn hai người từ vực này đi. Với Lâm Minh, đây gần như là thiên vị rồi. Đương nhiên quan trọng nhất là Lâm Minh cũng nên ra uy với đại hội. Rõ ràng xung quanh Giang Thành có nhiều tay mắt của tử vực và thiên ma đạo, như thế mà đại hội lại không có biện pháp gì, dẫn đến xảy ra bi kịch hôm nay. Thế nên có thể nói thái độ của Lâm Minh với đại hội đã thay đổi theo hướng xấu. Anh cũng không cần khách sáo gì nữa. Anh vừa dứt lời, Tiền Thâm mừng rỡ nhìn sang. Người này dám chống đối đội Thiên Hộ Xích Vệ. Ha ha, hắn chán sống rồi à? Tiền Thâm thầm vỗ tay vui mừng nói. Không ngờ thần Y Lâm lại không có đầu óc như thế. Nếu chống đối với đội Thiên Hồ Xích Vệ, e là hắn sẽ chết ở đây. Triển Hồng cũng mừng rỡ nói, dù sao cũng là người trẻ tuổi, sức lực dồi dào, xem thử hắn chết thế nào. Tiền Thâm híp mắt nhìn Lâm Minh giữa không trung, tâm trạng khá tốt. Nếu Lâm Minh có thể bị đội Thiên Hồ Xích Vệ tiêu diệt, vậy thì chuyến đi này của ông ta cũng không uổng công. Tập 698 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.